Năm 2019 đã trôi qua với hàng loạt những sự kiện đáng nhớ và đầy ấn tượng. Khán giả được trải nghiệm hàng loạt những bộ phim với nhiều thể loại khác nhau, cũng như những nét vô cùng độc đáo. Chào mừng quay trở lại với Tentacles. Hôm nay, hãy cùng chúng mình điểm lại 12 bộ phim đặc sắc nổi bật trong 12 tháng của năm 2019 nhé. Tháng 1, Us. What have you done, Elijah? Có lẽ đầu năm 2019, các rạp ở nước ngoài cũng như ở Việt Nam vẫn đang chịu cơn sốt của Aquaman vào tháng 12 năm 2018, nên không có gì quá nổi bật và độc đáo. My parents made me what I am. Bộ phim duy nhất ra mắt vào tháng 1 có thể thu hút sự chú ý của khán giả chính là Glass, phần cuối cùng trong bộ ba Unbreakable của đạo diễn M. Night Shyamalan. Phim tiếp nối câu chuyện trong hai phần phim trước đó về những con người có khả năng phi thường trong xã hội. Đó là David Dunn, người đàn ông bất khả xâm phạm. Elijah, đối lập hoàn toàn với David. Ông mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh bẩm sinh, nhưng ông trời không lấy mất của ai bất cứ thứ gì để đổi lại. Ông có được trí thông minh siêu phàm. Và cuối cùng là Kevin Kendall Crumb, với 23 nhân cách khác nhau, trong đó có cả con quái vật đáng sợ, The Beast. Lần này, cả ba người họ trực tiếp đối đầu với nhau vì những quan điểm, cái nhìn riêng của mình. Phần đầu tiên của loạt phim ra mắt vào năm 2000, và sau 19 năm, khán giả cuối cùng cũng đã được chiêm ngưỡng hồi kết. Tuy không được đánh giá cao bởi các nhà phê bình và những người xem phim, nhưng phim vẫn có được doanh thu gần 250 triệu đô, một con số khá ổn so với kinh phí chỉ 20 triệu đô. Tháng 2, Alita Battle Angel. Là tác phẩm tiếp theo của nhà sản xuất tỷ đô James Cameron với khoản đầu tư cực khủng, không quá khó đoán khi Alita Battle Angel là gương mặt chiếm lĩnh sự chú ý của khán giả trong tháng 2 của năm 2019. Phim được lấy cảm hứng từ bộ truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản và từng được chuyển thể thành phim hoạt hình vào thập niên 90 của thế kỷ trước. Vào thế kỷ 23, năm 2263, một cuộc chiến tranh thảm khốc tên là The Fall, sự sụp đổ đã xảy ra. Khoảng 300 năm sau, vào thế kỷ 26, năm 2563, trái đất bị tàn phá do cuộc chiến tranh đó. Trong khi thăm dò khu đô thị của thành phố sắt, tiến sĩ Dyson Nero đã tình cờ phát hiện ra một nữ người máy bị hư hại nửa cơ thể, sở hữu bộ não con người và trái tim hoàn toàn nguyên vẹn tại một bãi phế liệu. Idol đã tái tạo loại người máy và đặt tên cho cô là Alita theo tên của người con gái đã mất của ông. Alita không hề nhớ gì về ký ức của cô cũng như thế giới mình đang sống, cho đến khi cô nhận ra mình là một vũ khí siêu tân tiến, nửa người nửa máy, với bộ não phi thường và đôi tay chân nhanh nhẹn. Từ đó, cô dần lấy lại sức mạnh vốn có của mình và bị cuốn vào những cuộc chiến sinh tử của cả quá khứ và hiện tại. Một trong những điểm nhấn bắt buộc phải nhắc đến của phim đó là về mặt hình ảnh, kỹ xảo của phim cùng với đồ họa 3D thực sự quá tuyệt vời, khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình, kèm theo đó là những pha hành động rất đã mắt. Tuy nhiên, câu chuyện của phim lại được cho là quá lộn xộn và không được đánh giá cao bởi khán giả và các nhà phê bình. Có lẽ chính vì vậy mà với khoản đầu tư lên đến 170 triệu đô, phim chỉ thu về 405 triệu đô. Không phải là một con số quá tệ, nhưng đây chắc chắn không phải là đích đến mà bộ phim muốn nhắm tới. Ngoài ra, trong tháng 2 cũng có ba gương mặt khác nổi bật, đó là How to Train Your Dragon, The Hidden World, Happy Death Day phần 2 và đặc biệt là tác phẩm Hai Phượng của đả nữ Ngô Thành Vân. Tháng 3, Captain Marvel. Là bộ phim đầu tiên của Marvel về một nữ siêu anh hùng và đồng thời cũng do nhận được hiệu ứng bổ sung mà Endgame mang lại. Captain Marvel là một trong những cái tên tỷ đô bắt buộc phải nhắc đến của năm 2019. Phim lấy bối cảnh vào những năm 90, khá lâu trước khi biệt đội Avengers ra đời. Captain Marvel xoay quanh phi công Carol Danvers sau khi gặp phải tai nạn máy bay có liên quan đến người ngoài hành tinh. Cô nhận được một nguồn sức mạnh to lớn, có thể bay, có thể bắn các tia photon từ tay. Bộ phim là cuộc hành trình tìm lại ký ức đã mất của Carol, đồng thời ngăn chặn âm mưu bí ẩn khác. Đồng hành với Carol chính là chỉ huy Nick Fury của SHIELD khi còn đủ hai mắt. Bộ phim cũng sẽ lý giải lý do tại sao ông chỉ có một con mắt. Bên cạnh đó, ta cũng được gặp lại ngôi sao của series nổi tiếng Marvel's Agent of SHIELD, Phil Coulson, khi mới gia nhập tổ chức này. Nhìn chung, Captain Marvel không có gì quá xuất sắc trong mọi mặt, nhưng do rất nhiều lý do khác nhau mà phim vẫn dễ dàng leo lên được vị trí bá chủ phòng vé của tháng 3 năm vừa rồi. Captain Marvel đúng là một bộ phim nổi bật, nhưng nếu chọn ra bộ phim xuất sắc nhất của tháng, đó chắc chắn là Us, siêu phẩm kinh dị đầy hàm ý của chủ nhân tượng vàng Oscar Jordan Peele. Tháng 4, Avengers Endgame. Avengers Endgame không chỉ là bộ phim nổi bật của riêng tháng 4 mà còn là một cột mốc đáng nhớ của cả năm 2019. Endgame đúng như tên gọi của nó là hồi kết đầy hào hùng cho một hành trình dài của các siêu anh hùng từ đời đầu của vũ trụ điện ảnh Marvel. Sau cú búng tay lịch sử một năm trước đó, xóa sổ đi một nửa sinh vật trên các vũ trụ, liệu các siêu anh hùng của chúng ta sẽ làm gì để vượt qua cơn đau ngục này? Và quả thực, không uổng công chờ đợi, Marvel đã đem lại cho khán giả một bộ phim mãn nhãn đến từng chi tiết. Chính vì vậy, phim đã chính thức xóa ngôi Avatar và vươn lên vị trí phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại với con số gần 2,8 tỷ đô. Quả là vô cùng xứng đáng phải không?
Ngoài ra, trong tháng này chúng mình cũng phải đặc biệt dành lời khen cho hai bộ phim khác, đó là The Curse of La Llorona và Shazam của nhà DC. Tháng 5, Aladdin. Tháng 5 đánh dấu sự cạnh tranh ngang tài ngang sức của rất nhiều ứng cử viên sáng giá. Tuy nhiên, để chọn ra gương mặt xuất sắc nhất thì với chúng mình đó là phiên bản remake vô cùng thành công của nhà chuột với bộ phim Aladdin. Aladdin không chỉ là bá chủ phòng vé của tháng 5 mà còn là bất ngờ lớn của năm 2019. Ngay từ khi tung ra những tạo hình hay trailer đầu tiên, phim đã phải hứng chịu rất nhiều gạch đá và sự phản đối của khán giả với nhiều lý do như diễn viên không hợp, tạo hình không đẹp mắt. Nhưng khi chính thức ra rạp, những quan điểm đó biến mất hoàn toàn. Khác với những gì dự đoán trước đó, phim hoàn toàn xuất sắc trong rất nhiều mặt như diễn xuất ăn ý này, cốt truyện có những thay đổi mang tính thời đại này, và đặc biệt là phần âm nhạc. Quả thực là một cú lừa siêu to khổng lồ của nhà chuột. Đừng bao giờ đánh giá một bộ phim qua trailer nhé. Ngoài ra, trong tháng này, đã còn có rất nhiều những ứng cử viên sáng giá khác bắt buộc phải nhắc đến như John Wick Chapter 3 Parabellum với sự trở lại của nam tài tử được yêu thích nhất Hollywood Keanu Reeves, Pokemon Detective Pikachu với sự hài hước của siêu bựa Ryan Reynolds và cả bom tấn đến từ vũ trụ quái vật Godzilla King of the Monsters. Tháng 6, Toy Story phần 4. Pixar và Disney quả thực đã không làm chúng ta phải thất vọng với thương hiệu Toy Story đầy hoàn hảo qua từng phần phim. Tiếp nối 3 phần phim trước, phim trở lại với câu chuyện về Woody, Buzz, Jessie, v.v. những nhân vật gắn liền với tuổi thơ của chúng ta trong suốt một cuộc phiêu lưu hoàn toàn mới bên cạnh cô chủ Bonnie. Một lần nữa, Toy Story lại đem đến cho chúng ta những khoảnh khắc đầy cảm xúc và sâu lắng mà những thương hiệu phim hoạt hình khác khó có thể chạm tới được. Bên cạnh đó, phim còn có sự đầu tư vô cùng kỹ lưỡng về mặt hình ảnh, tới từng vết xước, từng chiếc lông áo đều có thể thấy rõ trên cơ thể của các nhân vật khi phóng to ra. Chính vì vậy, đây chính là bá chủ phòng vé của tháng 6 này. Bên cạnh Toy Story phần 4, còn có một cái tên khác cũng gây được ấn tượng với khán giả Việt trong tháng này, đó chính là bộ phim Parasite hay Ký sinh trùng của điện ảnh Hàn Quốc nhờ những thông điệp sâu lắng về xã hội và con người. Đặc biệt, với một cái tên nổi bật khác của tháng này bắt buộc phải nhắc đến trong video, chính là X-Men Dark Phoenix. Không phải là vì phim hay, mà ngược lại, đây là quả bom xịt thảm hại của năm và là nỗi thất vọng của một thương hiệu phim đình đám như X-Men. Quả là một kết thúc buồn cho thương hiệu này của Fox. Tháng 7, Spider-Man Far From Home. Là bộ phim quan trọng chính thức khép lại phase 3 của vũ trụ điện ảnh Marvel, Spider-Man Far From Home là cái tên không thể không nhắc đến trong tháng 7. Sau sự kiện xảy ra trong Endgame, Peter Parker quay trở lại cuộc sống hàng ngày với tư cách là một cậu học sinh cấp 3. Cậu tham gia chuyến du lịch châu Âu cùng các bạn của mình, nhưng biết sao được, nhện nhọ thì mãi nhọ thôi, đi nghỉ cũng không yên. Tại đây, cậu bị Nick Fury triệu tập và phải đối mặt với những mối đe dọa dưới dạng các nguyên tố thiên nhiên. Ngoài ra, Fury còn giới thiệu cậu với Quentin Beck hay Mysterio, người được cho là đến từ một chiều không gian khác và đang cố gắng tiêu diệt những con quái vật này. Liệu Peter có thành công với nhiệm vụ của mình? Không quá khó cho Far From Home để có thể nhận được sự chú ý của khán giả trong tháng 7 này sau sự thành công rực rỡ của Endgame. Bên cạnh đó, tháng này cũng là một cuộc chiến ngang tài ngang sức giữa các loài vật khi ngoài nhện Tom Holland ra, ta còn được trải nghiệm phiên bản live action đỉnh cao của tác phẩm kinh điển The Lion King. Tháng 8, Fast and Furious present Hobbs and Shaw. Là phần spin-off của thương hiệu phim nổi tiếng Fast and Furious với sự tham gia của hai ngôi sao hành động lớn Dwayne Johnson và Jason Statham. Không quá khó để Hobbs and Shaw có thể chiếm lĩnh phòng vé tháng 8 năm vừa rồi. Kể từ khi đặc vụ an ninh ngoại giao Mỹ Luke Hobbs và tên tội phạm đánh thuê khét tiếng Deckard Shaw lần đầu tiên đối mặt trong Furious phần 7, họ đã trở thành kẻ thù không đội trời chung của nhau. Nhưng từ khi một kẻ theo chủ nghĩa vô thần được cải tiến Jen Brixton xuất hiện, giành quyền kiểm soát một mối đe dọa sinh học quỷ quyệt có thể thay đổi nhân loại mãi mãi, hai người họ phải hợp tác để đánh bại kẻ duy nhất xấu xa hơn mình. Quả thực không hổ danh là thương hiệu Fast and Furious, phim với những phân cảnh hành động đầy độc đáo, đặc sắc cũng như câu chuyện thú vị đã hoàn toàn chiếm lĩnh được khán giả. Phim đã xuất sắc đạt được gần 760 triệu đô và là bộ phim có doanh thu cao thứ tư của loạt phim này. Ngoài ra, trong tháng này, ta cũng đặc biệt chú ý tới hai tác phẩm của hai đạo diễn lớn, đó là Once Upon a Time in Hollywood của Quentin Tarantino và Scary Stories to Tell in the Dark của Guillermo del Toro. Tháng 9, It Chapter 2. Được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách cùng tên của ông hoàng kinh dị Stephen King và là phần tiếp theo của siêu phẩm kinh dị từng là Mua làm gió 2 năm trước, không quá khó để It Chapter 2 chiếm được vị trí phim ăn khách nhất tháng 9. Lấy bối cảnh 27 năm sau sự kiện diễn ra trong phần 1, phim tiếp nối câu chuyện về cuộc chiến giữa Losers Club và tên hề ma quái Pennywise. Lần này, cả nhóm trở lại Derry khi đã lớn và trưởng thành với mục tiêu đối mặt với nỗi sợ của mình và tiêu diệt con quái vật kia mãi mãi. Tuy không được đánh giá cao như phần phim trước đó, nhưng It Chapter 2 đã đem lại cho khán giả một cái kết đẹp cho cuộc hành trình giang dở của những người bạn. Phim thu về hơn 450 triệu đô sau khi ra rạp,
Ngoài ra, trong tháng này cũng có một bộ phim khác cũng xuất sắc không kém mà chúng mình mới nhắc đến, đó chính là Nacha Ma Đồng Giáng Thế. Tháng 10, Joker là hiện tượng phòng vé của năm 2019. Joker không chỉ đạt con số doanh thu cao kỷ lục với tư cách là bộ phim dài nhãn R, mà còn là một ứng cử viên sáng giá cho nhiều hạng mục của giải thưởng Oscar năm 2020. Bằng cách tạo ra hướng đi riêng, không theo mô típ của bất cứ bộ phim siêu hùng nào khác, Joker đã hoàn toàn chinh phục được khán giả bởi những nét độc đáo của mình. Bối cảnh câu chuyện đặt vào năm 1981, Arthur Fleck là một diễn viên hài kịch thất bại, bị xã hội đẩy đến bước đường cùng của điên dại và sau này trở thành một tội phạm nổi tiếng của Gotham City với cái tên Joker. Diễn xuất xuất thần và có chiều sâu của Joaquin Phoenix cùng với âm nhạc, một sắc phim đầy ấn tượng đã khiến cho Joker hoàn hảo hơn bao giờ hết. Ngoài ra, trong tháng này ta cũng có 3 bộ phim khác vô cùng đáng chú ý, đó là Thiên Linh Cái và Bác Kim Thang của Việt Nam. Và đặc biệt không thể thiếu sự trở lại của Angelina Jolie trong bom tấn xịt Maleficent: Mistress of Evil. Tháng 11, Frozen 2. Tháng 11 là một tháng đầy bất ngờ và thú vị với hàng loạt những bộ phim hay không chỉ ngoài rạp mà còn là trên nền tảng phim trực tuyến. Để nói về gương mặt nổi bật của tháng 11, đó chính là bom tấn hoạt hình Frozen phần 2 của Disney. 6 năm sau thành công của phần 1, Elsa, Anna, Olaf và Kristoff chính thức trở lại màn ảnh lớn với cuộc hành trình mới. Lần này, khán giả sẽ được tìm hiểu về quá khứ cũng như nguồn gốc sức mạnh của Elsa, cũng như câu chuyện đẹp khác về gia đình, tình bạn và tình yêu. Phần 2 này cũng đặc biệt được đánh giá cao trong khoản hình ảnh và âm nhạc phù hợp với cả các bạn nhỏ và người lớn. Ngoài ra, chiếu ngoài rạp trong tháng này cũng có 3 bộ phim nặng ký khác thu hút được khán giả, đó chính là Terminator Dark Fate với sự trở lại của Arnold Schwarzenegger, Knives Out với sự tham gia của hàng loạt tên tuổi lớn và Ford v Ferrari của Christian Bale và Matt Damon. Bên cạnh đó, các nền tảng phim trực tuyến cũng tung ra nhiều quan bài hấp dẫn không kém. Netflix tung ra Marriage Story của Adam Driver và Scarlett Johansson cùng với siêu phẩm gangster mang tên The Irishman của Martin Scorsese với sự trở lại của các tên tuổi kỳ cựu như Robert De Niro, Al Pacino hay Joe Pesci. And how strong I made you. Tháng 12, Mắt Biếc. Bộ phim Việt duy nhất có mặt trong video Rewind lần này của chúng mình chính là Mắt Biếc của đạo diễn Victor Vũ. Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, phim kể về mối tình kéo dài hơn 3 thập kỷ của Ngạn và Hà Lan. Ngay từ khi gặp nhau lần đầu, Ngạn đã bị say mê bởi cô bạn có đôi mắt đẹp tuyệt tên là Hà Lan. Tuổi thơ của Ngạn và Hà Lan gắn bó với bao kỷ niệm cùng đôi sim đánh trống trường. Tình bạn trẻ thơ dần dần biến thành tình yêu thầm lặng của Ngạn dành cho Hà Lan. Đến khi lớn hơn một chút, cả hai phải rời làng ra thành phố để tiếp tục học. Khi tấm lòng của Ngạn luôn hướng về Hà Lan và về làng, thì Hà Lan lại không cưỡng lại được cám dỗ của cuộc sống xa hoa nơi đô thị và tạo ra một rào cản lớn giữa hai người. Mặt Biếc gây ấn tượng với khán giả bởi những thước phim đẹp, nên thơ, âm nhạc cũng như diễn xuất đầy cảm xúc. Phim đã trở thành một hiện tượng phòng vé và đạt được nhiều kỷ lục lớn, thậm chí còn dễ dàng đánh bại ứng cử viên đến từ Hollywood mang tên Jumanji: The Next Level để vươn lên ngôi vị đứng đầu ở Việt Nam. Ngoài ra, trong tháng này cũng có một bộ phim khác của Việt Nam để lại được dấu ấn lớn với khán giả, đó chính là Chị Em của Chi Pu và Thanh Hằng. Nhiều sự lựa chọn mà. Và vừa rồi chính là điểm lại 12 bộ phim nổi bật nhất tương ứng với 12 tháng trong năm của 2019. Trong những cái tên được nhắc đến trên, bạn ấn tượng với bộ phim nào nhất? Hãy để lại ý kiến và cùng thảo luận với chúng mình trong phần bình luận phía dưới nhé. Và cũng đừng quên like, share và subscribe Tentacles. Thay mặt toàn bộ đội ngũ, mình xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các bạn đã ủng hộ và theo dõi Tentacles năm vừa qua, đặc biệt là qua quãng thời gian comeback đầy sóng gió. Tentacles hứa hẹn sẽ trở lại mạnh mẽ hơn nữa để chứng minh cái slogan của intro không chỉ là dấu mốc vàng son cho quá khứ. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Mình là đây. Xin chào năm 2019 và chúc mừng năm mới. And a happy new year. Và sau đây là một số bảng xếp hạng chúng mình đã thực hiện.